Quang Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị nha. Thì hôm nay là Duy Minh đạo lại nhà của hai cô gái bị căn bệnh lạ. Quý cô chú anh chị đã từng giục đồ ném đồ bàn thờ của mẹ mình bỏ. Thì hôm nay Duy Minh đạo lại để báo tin vui. Thì một người cha chạy xe ôm nhưng mà đôi mắt bị mờ quý cô chú anh chị. Hôm nay là báo một cái tin vui cho chú là Duy Minh đang liên hệ dưới là bên mà người ta bên mổ mắt đó để hỗ trợ mổ mắt cho chú. Thì cái câu chuyện như thế nào mà bà con cô bác thăm lại hai em coi là bệnh tình của hai em có tiến triển gì mới hay không, và để là thông báo tin vui cho chú luôn nha. Mà bà con cô bác rồi chú tính ba của hai cô gái bị căn bệnh lạ vừa về tới nhà chú. Nãy giờ chú hồi sáng như mình gọi chú là chú nói chú đi chạy xe ôm quý cô chú anh chị đó. Giờ như mình báo một cái tin vui cho chú nha. Chính sáng giờ chú đâu vậy? Mình chào mới. Dạ. Chú đưa khách qua bển hay sao chú? Đi bật đi bà đi đám ma. Dạ. Ma bà cô chồng. Dạ. Mình chạy cuốc này khá được khá không chú? Rồi có 150 ha. Rồi chạy hồi sáng tới giờ luôn. Ngày nghỉ ngày ngồi ngày kia nghỉ. Dạ. Về đây có một như mấy ha. Dạ. Chào con gái nha. Chú Chính nói về chú Chính. Dạ. À, chú Chính sáng giờ đi đâu? Đi chạy đò. À, chạy xe. Của chồng. Dạ. Qua bển ngày nghỉ cũng 2-3 tiếng hồ. Chào cái gì tên gì quên nè chú? Mỹ Tiên. Ồ. Chào Mỹ Tiên nha. Chào Mỹ Tiên. Tiên, con này chắc là tôi kêu bằng Cẩm Tiên quá. Nghe nói cô Mỹ Tiên, Cẩm Tiên có cái giọng hát hay lắm hả cô Cẩm Tiên? Hồi đó là con Cẩm Tiên đó mà. Cẩm Tiên đó hả? Anh nói ừ, sao mà Cẩm Tiên méo mỏ luôn. Hồi đó đặt tên là Cẩm Tiên rồi trùng bà cô vợ. Dạ. Rồi mới sửa lại là Mỹ Tiên. Cẩm Tiên năm nay là 19 tuổi nghe quý cô chú anh chị. Dạ mời con ha vô. Trò chuyện với chú hỏi thăm. Hôm nay con có tin vui báo cho chú nè. Dạ. Đó, với hỏi thăm hai em gái. Ngủ gì sáng giờ gì vậy? Bắt đèn lên con. Sáng sáng chú ơi. Tao giờ đi mới ra về tao vô không trường. Mắt của chú đỡ cho chú. Đỡ gì thì uống thuốc gì không? Thì lên bác sĩ ngày kia nó nói vậy thôi, dùng đưa thuốc uống cho đỡ thôi. Dạ. Đi mổ mới được. Mà ngày chắc là chạy được, mà như là trời chậm chờ là không được. Dạ. Còn đêm giá nào cũng không có chạy. Có cô chú anh chị, mắt của chú Chính là có mây cườm đá. Cườm đá thì đó, mây cườm đá thì đó cô chú anh chị. Thôi hello Tiết Hồng, Tiết Hồng đang nằm ha. Hello Tiết Hồng. Tiết Hồng ơi. Mọi người đá không Tiết? Hết nữa hả? Đang ngủ. Nãy giờ nói chuyện ha. Chắc giờ bầu ngủ quá. Ghét mình ơi. Bộ ha. Cười ra. Có giảm gì không, cười luôn kìa. Trời ơi. Có đỡ được một phần nào hả chú? Ngủ mà cười đúng không? Để nó giờ đây là bộ ghét anh em mình rồi. Cười cười. Sáng cho luôn thuốc. Lấy ngầu ơi. Nằm ngủ giờ. Sáng cho luôn thuốc. Ghét anh em ơi, thôi về. Mở mắt lên coi nè, cô gái xinh đẹp. Mà hổng đòi dục mấy áo tặng đòi dục luôn á. Trời ơi, dữ à, sao vậy? Kêu nghe nói là không thích nữa. Ừ. Kỳ vậy? Rồi có bị cái ông già kia, ông lại đây nè. Ừ. Ông lại đây, ông nói chuyện, nó ghét. Dùng già đó, nó ghét đó. Người kia mở cửa trong vô. Sao chú? Chứ ông ở trên khu cư á, ghé ông chơi. Dạ. Yeah. Vậy chị cái nó, ông xách đồ dục hết đi, đủ cha nó ra khỏi nhà. Rồi đi thôi, ông về luôn. Ủa ông đó có quen với chú không? Thì ông cũng như là ổng đi bán trái cây rồi mình đi tới chợ gặp ổng mua rồi ổng quen rồi ổng hỏi nhà ổng đi ổng biết cái đường này vô. Chú rồi bạn này chú. Ngồi đây đi chú, dạ nói chuyện cái chú. Sáng cái gì vậy? Ổng muốn đòi ra bụng qua kìa. Vậy hả? Có lấy thuốc đầu bụng rồi phải không? Còn ba thuốc kia ba phá lại rồi. Bị nó uống ba thuốc là. Mà mặt cười nha. Thằng kinh. Mặt cười đẹp gái luôn. Cười hả? Dạ mặt cười. À, à, cười. Chú bỏ trong tủ là thuốc gì? Thuốc là nhiệt con thần. Dạ, chứ vô đi đây. Để cắt kỹ nghe chú. Thì như ngay bỏ trong tủ phá không? Dạ. Đi thì tôi đi xa rồi tôi cho nó uống cái. Dạ, hôm trước hả chú?
Thì con cũng có hứa với chú là đôi mắt của chú là hơi mờ, để con về con liên hệ với bên kia để là điều trị mắt cho chú. Thì con cũng có liên hệ rồi, người ta cho hay á là sẽ trong vòng bao nhiêu ngày nữa đó, người ta chưa có nói trước, nhưng mà người ta sẽ cho mình hai trước 3 ngày trước khi mình đi là cái khóa mổ mắt đó, mổ mắt là miễn phí luôn, hỗ trợ hết cho chú, mà chú không có cần đóng tiền gì hết, chỉ lo cái là tiền xe thôi đó, tiền xe thì có vài trăm ngàn thôi đó, làm gì có tiền. Dạ, ngày nay còn dư mấy chục ngàn, ngày mai đi mua gạo ăn. Còn cái vấn đề không có thì ví dụ như bây giờ đi, mấy anh em còn hỗ trợ cũng được, đi tiền xe đi bằng đêm mà đi ra ngoài tôi đi cũng không được. Dạ, có ngày chú có đi bằng đêm thì ngày tôi đi cò mò mò giống như là đi ấy thôi, bằng đêm nó mẹ khi tôi đi tôi còn lạc đường đó. Nói thiệt luôn á, chứ con thấy chú hồi sớm á, lúc con chạy là con chú vô đây nè, con thấy chú chở cái cô nào á là con thấy chú chạy sát bà lời luôn. Không ơi, dắt nó đó hả? Dắt nó. Dạ. Là đâu mới đây hả? Mới khoảng gần tiếng trước. Bây giờ chạy xuống đưa cho thứ ba ba về đó. Dạ. Bà đi đám ma bệnh á. Mặc cô... bộ đồ đen. Đúng không con? Hả? Chú cô như mặc bộ đồ đen đen. Không, mặc bộ đen, cái áo sẫm xám cũng như sẫm xám đen, đen. Dạ. Với cái quần đen. Dạ. Quần đen á là cái gì đó. Trời ơi, thì ngày là con biết chú là mắt yếu rồi. Chạy chậm. Dạ. Bây giờ đây bánh chạy về tiếng hồn. Cái ngồi đi tiếng. Ngồi đây con. Đây về tiếng hồn mới thế này. Mà dắt sáng á thì trong giờ thì tôi chạy có qua tới bánh có cũng tiếng mà không tới tiếng đấy. Trong trời á là như xe trời sẫm này là chạy chậm lắm. Dạ. Giờ nó xuống xuống này nè. Dạ. Xuống này. Đi về là phải tắm rồi xong mới bắt đầu nhổ thuốc nhổ vô mắt sáng sáng chút. Giờ con cho hai chú ha, hiện tại giờ là con liên hệ với bên bên kia rồi, bên đoàn mà mổ mắt của người ta đó là từ thiện miễn phí tiền luôn. Đi một đêm. Cái này thì cái thời gian á là chưa có cho mình, thời gian nhất định thì chưa có cho mình hay, nhưng mà người ta sẽ nói là sẽ cho hay trước 3 ngày để là mình sắp xếp công việc ở nhà đó, rồi khi đó là nếu mà cho con hay xong rồi con sẽ gọi cho chú đó, để cho chú sắp xếp trong vòng 3 ngày chú sắp xếp được vậy. Biết rồi. Dạ, để là chú mổ mắt cho nó sáng lên, chứ chú chạy xe ôm mà chú mắt mà cỡ này sao chú chạy được. Không, này là sẫm rồi đó. Sẫm luôn rồi hả? Giấc này sẫm là thấy màu trắng không à? Sáng được chạy được nhiêu chú? 150. 150 cũng được ha. 150 là ngay bỏ xăng dầu thì nó không có nhiều, tại mua đồ ra, mua dưa mua bọng về cho con ăn như này kia đó. À. Còn được 70 mới mua gạo rồi xong. Dạ, thì trong cái vấn đề mà cũng như mấy anh em cũng cho chú biết cái tin vui gì đó, thì theo ý kiến của chú như thế nào về cái vấn đề đi mổ mắt? Cái này cũng mổ lắm mà số tiền không có, nhưng cái sợ ở nhà mà đêm hôm mấy hai đứa này ở nhà nó khờ dài đi, cái nhà này còn người thì đỡ, nhà bên á. Dạ. Nhà về nó vắng vẻ. Ở nhà bên đó là của ai chú? Nhà bên thứ hai, bây giờ bả giờ về bên trong. Bây giờ về bên trong bà, dạ. Nhà con bà bệnh cũng được, bà cũng già 70 được rồi. Rồi bây giờ gì bà cứ chơi con cái con cháu gì vậy, chơi về bằng đêm đóng cửa không? Ngặt nó bằng đêm không đi thì không biết gừng, bằng đêm thì cũng căng. Phải đi được cũng 6 giờ đi cũng được. Thì cái định kỳ thì đến đó thì tính đó thì cũng cho chú hay trước là 3 ngày thì mình sẽ sắp xếp cái công việc như thế nào á, chứ đúng, cũng không phải đi liền à. Cũng như mình nhờ ai người quen gì là đây ngủ, ví dụ như là đi ban đêm á thì mình ngủ là đỡ đêm hơn chút. À, ví dụ như là mình đi ban đêm á là mình nhờ người quen ở đây ngủ đêm thôi. Không được. Nói mẹ ở đây không được, dòng họ tôi cũng kiếm trà gì mà không được. Vì cái nhỏ này bệnh rồi gửi không được luôn. Bên nội bên ngoại thì nó bên Ân Giang. Bên ngoại bên Giang rồi bên này chú có mà không chứa. Không chứa là thôi nghe lại sao. Cô chú gì ở đây nhiều không? Cô thì mày xong rồi Long á. Mà cô đó thì không chứa rồi gặp mấy này sợ. Sợ. Như sợ bệnh hoàng không biết sao hả chú. Tại bữa hổm nó
đi lạnh mà ngay nhỏ này nó cũng quậy lâu lâu rồi, năm nay nó là 3 năm mấy rồi nó mới xác bình lại đó. Rồi lúc trước tôi gửi vô bầu gửi tháng gửi rồi tôi xuống nước về tới giờ tự nhiên làm rồi, rồi giờ 2 tháng mấy nay tôi cho nó uống thuốc này là em mà hiện giờ cũng phải theo uống hoài, tính hết từng này từng sau là mình nữa chừng gần 10 mấy ngày nữa tôi chở đi dưới nữa, đi dưới lấy thuốc về cho nó uống. Có khi nào em nó bị bệnh tâm linh gì không chú? Có nhiều con chú nói sợ tâm linh gì? sợ nó thần kinh mà một lẽ với cái sợ ma tà thì cái là không dám chứa cô ruột mà không dám chứa nữa. Rồi thôi giờ chú nằm bên đây nè không dám chứa nữa. Thôi không thì nghe nói là cũng cô cũng mấy cô chú trên cộng đồng mạng người ta nói là gọi cho thầy Trung mà sáng con liên hệ có nói với anh vô thì anh vô nói có liên hệ với thầy nhưng không được đúng không anh không bắt máy hay sao giờ rồi không bắt máy được không bắt máy ha tại bữa cái hôm bữa đó ông kia ông lại gật hơi nó mới biểu ông chết bà rồi ông đốt đi rụng má ông đuổi ông nổi ra khỏi nhà đi còn cái con thôi hạn chế cho mấy người lạ lạ vô nhà cháu nó không không chịu được khỏe rồi nó không thích người lạ vô rồi chú đừng có cho người lạ vô nhà không giờ ngay là tôi không cho nó ổng xuống ổng ở ngoài làm gần không biết nhà hôm đó ổng có quen biết gì chú không trời ơi thì nó cũng quen bị ổng đi ổng bán trái cây này kia nè mình mua rồi là ổng quen ổng hỏi ổng không biết này biết nhà cháu luôn cái bên này nè rồi ổng mới vô ra chơi vô đi ngồi nói chuyện chút xíu rồi ổng về không có mới quen vậy thôi. Ờ, cọc tiền cho chú hỏi cái cọc tiền. Thì có cái chương trình để cho ba đi chữa trị mắt để sáng mắt á như vậy con thấy mừng không? Hay là như thế nào con trả lời cho cô chú anh chị trên cộng đồng được biết đây. Hả? Lớn hơn rồi. Phải phun một phút mặt này mới được. Mơ nhưng mà nói chung như là em gái nó là nói chuyện lớn không được đúng không con đúng không cơ không nói lớn được đúng không thôi đừng có động lòng hả thẳng chuyện gì từ từ sáng giờ chết liền quên bà có đi mua rồi rồi ba đi chạy xe ở nhà hai chị em ăn cơm chưa rồi ăn cơm với gì cá tre cá tra cá bữa chú mua tới giờ hả mới mùa mùa khác nữa hả mùa kia cái nhà nó mình chua hay là kho kho sáng tôi làm sẵn rồi bỏ nhà bố con mua cá đó ăn ngon không chú ăn rồi còn ăn cá hú mà mua cá hú mà bữa nó cũng kho mà dạ. Kho với chiên dạ chắc thì cá hù rồi nó nấu canh mấy đứa này nó ăn canh không được dạ. Còn gì tiết hà tiết hồng thằng đang ngủ mà con mắt là lấp chớp lấp chớp. Đúng là ngủ lạ quá. Anh uống thuốc vô là thuốc này vô là nó ngủ. Mấy sáng là 2 viên mà tôi cho uống cái gì. Nè mắt chớp ha. 2 viên nha. Là một ngày cũng 2 viên. Cũng đẹp gái lắm chứ bọn này. Nhưng mà mắt chớp chớp. Chú không hạn chế cho. Rồi nhiếp nhất là luôn rồi. Cũng cười đó. Cười. Cũng đi xa. Ai dạ. Rồi có ai mà ngủ mắt chớp chớp không? Bữa nay là hút tháng rồi. Cái chú chính chạy xe như vậy là thôi tôi chị nói chuyện với mấy chú chút đi. Cho vui nè, chứ không. Còn điện không có chạy. Thì nó mày đâu khi một hỏi ý kiến coi cho ba đi mổ mắt không? Hả? Thế không? Giờ về cho ba đi trị mắt không? Cho ba mổ mắt cho sáng không? Còn như mấy món dài nhà có mà đồng ta hỗ trợ mổ mắt nè hỏi kiến cái nghe để qua mùa mốt là không cho nữa ổng ngừng liền hồi sáng căng á hồi sáng hỏi kiến cái chị này là chị hai mà đúng không chị hai hỏi ý kiến chị hai cái đó rồi chị cả á mà nói xong là hai ổ gà rồi xong hai ổ gà kênh ngay ổ gà luôn cái sao mình thấy được thì cái đó thời cơ mà định hướng cho chú rồi chứ bây giờ mình lết ra ngoài thì hai thằng xe lịch nó đụng rồi mới được hồi nãy gì tôi về không thấy đụng thằng xe du lịch nó quay đầu vậy nè ở thằng Bình nó quay đầu vậy xe thì nó đụng tới là dễ mà thằng Mỹ chút nữa.
là chạy xe không chỉ mới được. Nên là sẵn chạy dầm đây đó dầm biết chưa, không biết xe tôi đưa không biết luôn. Biết cái xe cho đó thôi. Vậy đó. Giờ cho chú hay gì ý chú sao chú? Để coi sắp xếp lại coi sao. Giờ phải đi. Qua được không à? Mẹ qua thấy gì mới không chạy quá trời lúc mà chắc bắt gò của chú để ngang ngang gì là mới chạy được. Nói chung là chú ruột con cũng có mổ rồi đó. Là ở trên con mổ sáng nhiều lắm. Sáng giờ ông đi ông làm thủy nông mà. Ông đi ruộng cày cày ngày nào cũng đi. Dạ. Mà ngay giờ tôi bị hai con. Con này bị hai con luôn. Bị con. Thì hình như là người ta mổ hai con luôn vậy. Con này nè. Mông bên. Mông bên mổ hạ con này thì là đầu tiên nhất con ha. Đầu tiên nhất là nhưng mà tôi mổ từ từ hết con này tôi mổ con khác. Một con một có hai mổ thêm. Dạ tôi mổ một con một là sáng cũng như còn trẻ luôn. Rồi mổ thêm được cho. Bởi vì hồi lúc trước là cũng đi giao chiếc sâu nha. Đi sâu với Phát Thịnh ở Hoàng Long đó. Đi giao 5 giờ chiều. Con ông nó chạy ra ông trên cầu công an đó. Công an này chắc biết hả? Đường qua nhà thương đó. À biết. Trời ơi nó đẩy lên một cái nhịn dựng nha. Tôi mới gắn kèm xuống dưới mé như mé. Kèm xuống mé tôi mới lấy dầu cái sức về là em cô. Cái chừng 6 tháng 2 cũng 5 giờ chiều tôi đi giao trên Hòa Bình đó. Nó đẩy cái nữa cũng ngay chỗ đó nữa. Đó. Cái chừng 6-7 tháng sau nó đẩy nhà nhỏ cháu luôn. Nè, nó ba lần cái chuyện mắt mày yếu luôn. Đó. Cái bài cái gì vậy? Chứ bây giờ nó yếu luôn. Tại sao? Tụi tôi nằm bao thế già. Nói nó nằm. Già gục ha. Cái tôi cúng biết. Cúng cơm bả ngồi tối ăn 12 giờ kia nổ một cái gan lựu đạn hai lần tôi biết luôn. Cái bắt đầu quay ngang cái sao nó sáng được thời gian. Sáng được thời gian. Bây giờ nó mới mờ lại chừng hồi giờ đất trời. Mở lại, dạ, nó khám, ông có mổ 2 lần à, mổ mắt 2 lần à, không có, khi thành phố xuống cũng mổ 1 lần mà cuối cùng không có, bị bà già mà mổ vô, bà già gục à. Hồi đó giờ chú có mổ lần nào chưa? Chưa, mà giờ bác sĩ thành phố xuống là... Thì đã. Theo như có một cái đoàn như vậy đó, là chú coi sắp xếp công việc để đi mổ đi, lâu lâu có cái dịp này đó, chứ đâu phải là nó có hoài đâu chú. Thì cái vấn đề đó để sau nữa mình ấy tới nào cho hay đó chú gắng cố gắng sắp xếp ha. Thì bây giờ gì nè chú Chính, có một cái sự việc nó vài hai đứa gái của chú á. Thì cũng như nếu như chú nói Tiết Hồng đã mình cũng sợ hoặc nghi về bên tâm linh hay hoặc là bên gọi là tà ma gì đó. Thì đây cũng có một vị khán giả cũng nêu lên một cái ý kiến là để khắc phục nhưng mà nó rất là đơn giản. Thì chú cũng đã biết như Tiết Hồng trong thời gian trong ngày có một cái giờ nào mà bình phục không chú? Bình thường á. Thì là 2-3 tháng trước rồi nó quậy nó bỏ nhà đi. Không có gì nè chú. Ở trong ngày chú sẽ đón một cái giờ nào đó, một cái thời mà em nó tỉnh nhất á, tỉnh lại nó bình thường, nó không còn bệnh nữa trong một thời gian thôi. Một tiếng đồng hồ cũng được. Cũng có nữa. Thôi thì nó khi nó không có đau bụng, không có gì chân, nó phải hỏi gì con ăn gì. Cái nó nói con ăn hột vịt hay là con ăn cá rồi chiên thì đó, chú đã là người chăm sóc cho hai cô gái này thì chú sẽ nắm bắt cái thời điểm đó giùm con ha. Thì bởi vì có một vị khán giả đã hướng dẫn cho mình cách làm. Thì và chú sẽ mua một cái kiến. Cái kiến á. Chú yêu cái kiến kiến soi để chải đầu mình bình thường đó. Cái gương đó chú. À, cho nó hơi bự chứ có nhỏ gì hay chú? Rồi, chú 4 gấp bự vậy. Dạ, thì chú sẽ buộc vào cái cây và chú đón cái hướng của con dưới nước nó đi lên. Thì nó sẽ lên nước nào chú sẽ quay mặt xuống, chú cắm ở ngay quay mặt xuống. Để khi nó lên nó sẽ nhìn thấy thì nó sẽ lặn, nó không còn lên nữa. Đó là có một. Mình treo dưới cửa nhà vậy nè. Không, ở dưới bến sông của mình. Treo dưới hả? Thì chú đã cái thời gian mà như Tiết Hồng cũng đã nói là nó đã ở dưới nước đi lên như thế nào đó thì chú sẽ đón là cái con này đã ở dưới nước không mà nghe thầy bùa này kia thực tế là nó nghe coi là mùi ông nó là bị mất dưới thì đó gọi là diện dưới nhưng mà mình phải khắc phục cái con ở dưới diện dưới này là nó gọi là nó cũng như con ma da hay là con gì đó ví dụ nó sẽ lên nó gặp và thì nó sẽ thấy được cái hình dáng của nó sợ nó không lên. Nó sẽ tụt lại và nói
nó thì nói chú người vậy đó, chú ý vậy thì ở đây là coi như mình mua kiếm về mình treo đầu đây ha, ở dưới sông. Bởi vì cái con này nó ở dưới sông, khi mà tiết hồng tỉnh là nó ở dưới, mà khi mà đã không tỉnh là nó đã lên rồi đó, nó lên nó vô rồi thì chú nắm chưa đó. Mà như vậy thì khi mà tiết hồng tỉnh thì nó không có ở đây, nó ở dưới, tại vì nó loại này là nó mắc gì dưới là nó ở dưới nước, thì cho nên là mình phải trấn áp nó như thế nào đừng cho nó lên, tại vì cái hình nó rất là xấu, khi mà nó gặp được cái hình dáng của nó thì nó tự nó sẽ trống luôn. Rồi mình treo mẹ ngay cửa này, thì nó đứng vô rồi. Rồi ngay cửa này nè. Dạ, cập cập cái bờ sông chỗ nào nó có thể là lên xuống rồi đó. Không, mà lúc trước là cái nhà ngoài á, mà giờ ở đây con miệng rồi nè. Mà giờ mình treo dưới đây thì cũng được. Thấy không? Dạ. Đi tôi về năm rồi là tặng con miệng chết dưới mấy sông. Làm gái nha. Ừ. Rất dưới xanh này luôn hả chú? Nhiều ảnh đó. Thì hả? Sao chú? Thì sau này đó. Mà giờ nhỏ hay biết nó sợ. Nó về nó không sợ. Không nhưng mà thường thường giờ ngay giờ từ lưỡng bước giờ đi ra ngoài lộ thì thường nó không sợ. Thì đó là của một vị khán giả đã từng giúp cho những người đã bị như vậy, thì đã liên hệ với con thì truyền lại với chú. Cái kiếm mua hai cái được rồi, dạ. Rồi treo dưới cái cửa bên trong cái cho nó giờ thì nó vô không được luôn. Dạ, nó chỉ thấy là nó sẽ cởi xuống rồi và nó sẽ không lên, nó ở dưới luôn. Đó là bây giờ giải dịch chú nắm nha. Bây giờ nghe anh nói mà chớp mắt rồi. Thấy không tiếng không? Nó ngủ mà nãy giờ đó, sáng luôn nè. Ăn cơm rồi, ăn thức rồi, ngủ rồi, ăn rồi ngủ nữa. Phải không? Còn cái đá gì không? Nãy con lại là con nghe thức rồi. Cái hồi nãy tôi đi vô tới bển rồi tôi điện rồi. Điện giấu ha. Nãy giờ tao ngồi ngoài đó với hai gieo nói chuyện con này. Mà có ai ngủ mà mắt nheo nheo gì đâu. Ai ngủ mà mắt nheo nheo luôn. Dạ bầu ngủ. Ừ. Mà ngay sang tôi hên nè. Ngày nay đi là tổng cộng 4 5 đám còn lắm mà. Ừ. Từ bên chợ mới gì đây. Còn lắm mà không. Dạ. Bận đi thì không thấy. Về là có lắm mà về đây có lắm mà nhóc luôn. Thì mình từ trong lòng chạy về thì mình là cũng hai đám. Rồi bên kia cũng hai đám. Ngày nó ma ngày vũ nhau. Anh chứ có gì đâu chú, thì gặp xe ma là hơn đó chú. Là hơn. Dạ. Bà kia là 60 tuổi. Bà bệnh tiểu đường rồi, ngày qua còn nói chuyện rồi tối mới đi luôn. Dạ. Rồi bây giờ thì anh em con chủ yếu là đến đây báo cái tin vui cho chú. Rồi sau là cũng thăm hai đứa em. Dạ. Coi tình hình nó coi bệnh hoạn tới đâu rồi. Rồi để cho chú là khắc phục cái đôi mắt chú cho sáng để chú còn đi kiếm sống nữa để lo cho hai đứa cháu nữa ha. Dạ thì nếu mà có kết quả thì con sẽ gọi cho chú trước cho hai chú qua 3 ngày ha. Dạ à, bây giờ thì con cũng xin cảm ơn chú đã chia sẻ ha. À, để con đi ra đây con nói chuyện tí xíu với bà con ha.